Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phước phát khắp mười phương cúng dường về tam bảo nguyện trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố trí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê sống quay về bờ giang. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, xa lành chung bốn loài, quy chọn một niệm, rất sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ứng khiếp không cùng tận, vật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đê châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền tánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sinh di lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi quán thế âm Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải trung Bồ Tát. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo kinh lễ đức
chúng sanh nào sinh trong ba đường từ địa ngục sanh vào cõi con thọ giác pháp của con tất thành a nội ba la tâm niệm tâm bồ đề không đọa. Ăn đã được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thì không thành vô thượng chúng giác nguyện, trong nước không có ác đạo nguyện không đọa ba đường. Thành và các chúng sanh giả mời con thế giới sanh vào cõi con thân tướng sắc toàn lòng đủ ba mê ai tướng tốt đủ tướng đại thần tu tâm nguyên tánh dục bổ sung nhân, nếu có tốt xấu hình để sai việc thì không thành chính giác nguyện thân có sắc toàn lòng nguyện có 32 tướng tốt nguyện cho thân công sai việc. Khi con thành và các chúng sanh sanh vào cõi con biết rõ vô lượng kiếp chưa thấy do được việc thiện ác đau làm, nghe rõ được sự việc khắp mười phương cả ba đời cứu lai hiện tại, nếu không được như nguyện thành chánh giác nguyện có thức mạng thân nguyện có thiện nhãn thân nguyện có thiện nhĩ thân. Vì con thành vật, nếu có chúng sanh thành vào cõi con được tha tâm trí thân biết được tâm niệm xa cách trăm ngàn vạn nước cõi Phật, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện có tha tâm tâm. Vì con thành vật, nếu có chúng sanh thành vào cõi con được thần tâm được mật đa trong cảnh pháp, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn nước cõi Phật để cúng dường thì không thành chánh giác nguyện được thần chúng tâm nguyện giác pháp cúng dường chưa gặp. Khi con thành vật thành vào các con sao để tâm bên về các căn định định, nếu chẳng ăn trùng trong định tụ đến đại nhất bàn thì con thành chánh giác nguyện quyết định thành một chánh giác. Khi con thành một vô lượng chứa khắp mười phương chư Phật khắp ngàn vạn đức lần ánh sáng của nhật nguyệt, nếu có chúng sinh nào thấy ai chẳng được ánh sáng của con thì được an lạc làm nhiều lần sau sanh về nước con, nếu không được như vậy thì không thành vô tận chánh giác nguyện ánh sáng vô lượng nguyện chẳng quang minh được an lạc. Khi con thành Phật vô lượng vô số thành vân và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giải như chúng sinh nhập 3000 thế giới thành bậc duyên sát trải qua trăm ngàn kiếp để chúng nhân nương biết được để con thành chánh giác nguyện thọ mạng vô lượng nguyện thanh văn vô số. Khi con thành vật vô số trừ vật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không ngăn ngược thanh con nói của con thì con thành chánh giác nguyện được trừ vật xung đáng. Khi con thành vật chúng sinh trong mười phương nghe thanh nguyện con nhất lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm mười cõi nước còn cho đến mười lượt, nếu không được quán sinh thì không thành chánh giác ngoại trừ những kẻ đoạn thường hướng nghịch thì bán chánh giác được mười lượt bất được quán sinh. Khi con thành vật được nghe danh hiệu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh hành số ba la mật kiên cố không lùi, đã đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh vào cõi nước con một lần nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi bạn chung con cùng thánh chúng bồ tát liền đến tiếp đón khoảng cách sanh vào cõi nước con được tốt tối chuyển, nếu không được như nguyện thì con thành chánh giác nguyện nghe danh phát tâm nguyện. Khi con thành vật chúng sinh tâm mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nếu con phát tâm bồ đề kiên cố không tối lùi trong các căn lành nhất là mùi hướng sanh về cực lạc đều được tỏa ý, nếu có ác nghiệp đời trước nào nghe danh hiệu con hết làm sám hối làm các điều lành lại chỉ kinh giữ giới nguyện sanh vào cõi nước con bằng trung tâm là tòa ba đường để nếu con nếu không được như vậy thì con thành chánh giác nguyện sám hối được vãng sinh. Khi con thành vật nếu con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm bồ đề thần mặt trung nguyện hóa tâm nam tử sanh về nước con, các loại chúng sinh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong ma sanh thất bản. Như vậy thì con thành chánh giác nguyện trong nước con có người nữ nguyện nhằm sáng thân nữ thể tâm nam nguyện nhân hoa hóa sanh. Khi con thành vật chúng sinh khắp mười phương nghe danh điện tưởng lễ bái vì mạng thanh tâm thanh tịnh tu hoặc bồ tát chư thiên bà người đời hết lòng tôn kính đến nghe danh hiệu con, sau khi mạng trung được sanh tại nhà tôn quý các căn đầy đủ đủ thắng phẩm hạnh, nếu con được như vậy thì con thành chánh giác nguyện thiên nhân lễ kính nguyện nghe danh nhiều được phước nguyện tu thù thắng hạnh. Khi con thành vật có tên ba đường ái chúng sanh sanh và nước con đều nhất tâm trụ và chánh định không còn nghiệp đã tâm được mát mẻ lòng thọ an lạc như thì cao lâu tâm đức tâm tâm đắm tâm sâu thể không thành chánh giác nguyện, nước không có tên bất thiện nguyện trụ chánh định trụ nguyện vui như thì ra rất sạch các lầu nguyện tâm tan rất tâm. Khi con thành và chúng sanh sanh và vô lượng tăng lành thân thể vững chắc như kim cao mất hoại thân mình, nếu có hào quang chiếu sáng thành chịu hết tẩy trí tuệ hiện tại không cùng đẳng pháp đi yêu giảng kinh thuyết pháp trên nhiều trùng bài, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện được na la trên tăng nguyện cao minh trí huệ hiện tại được nếu gì con thành và chúng sanh sanh và nước con quyết chắc đến mật nhất sanh bổ xứ thường khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa yên tình chánh pháp tiến tâm tu hoạch thành một bổ hiền đi sanh vào thế giới khác bằng người áo tu hoài thiết kiếp pháp về pháp này hiện tầm túc tùy ý tu tập viên mãn, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện nhất sanh bổ xứ nguyện giáo hóa tùy ý. Khi con thành và chúng sanh sanh và nước con nếu muốn ăn uống khi một hai các đồ vật dùng để liền đến nơi khởi niệm tâm chúng thường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện khi được từ đến nguyện chúng niệm thọ cũng như con thành vật có nơi còn đều sang nguyên thanh tịnh thành chất đủ thắng khi dục không thể giải quyết, dù có thiên nhãn cũng không thể dẫn đại hết vẻ đẹp về hình sắc hình tướng lộng lấy và sức ở đó vân vân, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện sang nguyên vô thần. Khi con thành vật vô lượng cây cảnh trong cõi nước con cao trăm ngàn do thần cây làm đặc tâm bản thần các bậc bồ tát trung phẩm cũng có thể biết do nên
mười phương thiên con thành Phật cùng đột dưới đất trên đến hư không tất cả vạn vật cùng niệm áo nước và cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương nhiều thành nguyên tâm trong khắp mười phương thế giới chúng sanh ở đời đều tu bằng người như vậy thì không thành chánh giác nguyện hương báo xong khắp thiên con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương quán hoàn ngay danh con người thanh tịnh bằng tâm mười tám môn tầm trì và tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong định thường cũng thường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định nghĩa nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện tam mười về trong định cũng Phật khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe thành con rồi chúng đi sanh pháp được các môn đào la đi không anh chủ tâm thể chúng mình đàn tu Bồ Tát thành đầy đủ trí thức mà không chứng được ba những nơi Phật pháp mà không chứng được bậc để đầy không thành chứng giác nguyện được môn tổng trì nguyện nghe thành Phật các thiên nguyện hình chứng quả bất tu triển ma bất nhã ma la bậc quán tự tại Bồ Tát thành tâm bất nhã ma la bậc đào thời xứ kiến ngũ ẩn tai tâm độ nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không tâm bất dị sắc pháp tướng dị không tâm tướng dị thành các giải phục như thì xá lợi tử thì chi công tướng mất sanh mất diệt mất câu bất tịnh mất tâm mất giảm thì cố không trung vô sắc vô thọ lực nhãn ý để cho tâm ý vô thành nhưng bị xúc pháp vô nhãn giới nói gì vô ý thức giới vô mình diệt vô mình đặt nói gì vô lá thử vô lá thử độc diệt đạo vô trí đắc diệt vô đắc a di vô sở đắc cố vô đề đắc đại ý bất nhã ma la mật đa cố đắc vô vật vô cái vạn cố vô hữu khẩn vô biên lý nhân đạo vô ngẩn hữu kính nhất đàn là tâm thế sự vật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a lậu đa la tâm nhập tâm bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thần thần chú thị vô đẳng từ đất ra trở thành vật bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa đất chu thiết thiết đêm đê bà lai hà thần nhất đê bồ đề bát bà la ma hà bát nhã ba la mật đa yết đêm đê bà lai yết đê bà la thần đề bát bà hà ma hà bát nhã ba la mật đa yết đêm đê bà la yết đê bà la thần nhất đê bồ đề bát bà hà ma hà bát nhã ba la mật đa vãng sinh thịnh độ thần hữu các vị hương linh nhi thủ thả mẫu hương linh rất tổ kỳ huyền bách gia thầm họ họ nguyễn khắc họ nguyễn văn họ nguyễn nhị họ nguyễn họ bùi họ phạm họ trương họ vũ họ hoàng họ chu họ trần họ cấn họ đạt họ giáo họ đạt họ đình họ lê họ hà cao họ kiều phẩm họ đăng họ đỗ họ trừ họ phùng họ phất họ thi họ triệu họ võ họ lưu bách gia thầm họ tiền thủ họ chủ hương linh anh hùng chiến sĩ bị nước hy sinh đồng bào tử nạn nam nữ thường vong lai đáo phật tiền văn kính tính pháp tốc xạ mê đồ siêu sinh thịnh độ phương linh thập nhị loại cô hồn ăn ra trái chủ kiều án nhiều đời nhưng kiếp tử hư không quá khứ các vị hãy nghe lắng nghe tôi đây nhất tâm niệm phật niệm pháp niệm tăng à hương linh nguyễn thị hợp hiệu và diệu hợp ba hương linh liêu văn trần hương linh liêu hoàng nghiệp hương linh trần văn phương à các hương linh hãy lắng nghe tôi đây người đến trước đứng trước người đến sau đứng sau ngay ngắn chỉnh tề thêm mi lễ mão y phục chắp tay cúi đầu đảnh lễ vãng sinh thịnh độ thần du nguyện cầu đức Phật A Di Đà tử bi thương xót tiếp độ ấy nam mô A Di Đà la 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 ca la 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 di di da da ma di da ca le da ba mo a di da la 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 di da la di di do a di a di san da ma di a di di da di ca nam le a di di da di ca nam da da di di da la la di ca le da ba nam mo a di da la 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 di a di di do a di a di di da san da ma di a di di da di ca nam le a di di ca la 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 di di da da la di da ca le da ba Phật A Di Đà thân kim sắc tướng sắc quang minh tự thăng nhân nhân tu duy hiển trên bạch hà bốn biển lớn năm lần nóc biết trong màn quang áp vô số phật bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện đồ chúng sinh chúng phẩm đem bàn nhân giải thoát vi mạng thế A Di Đà Phật ở phương tây thế giới hằng lành con nay trên cuối thì nhất tử vi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật các quý vị hôm nay tại nơi đây nhất tâm chí tiết chí thành cúi đầu chắp tay đảnh lễ nam mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảnh mạch y quán thế âm Bồ Tát. Chi tâm cảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Sám Phổ Hiền Nhất Giả Lễ Kinh Chư Phật Nhị Giả Xưng Tán Như Lai Tam Giả Quảng Thu Cúng Giảng Tứ Giả Sám Hối Nghiệp Chướng Ngũ Giả Vì Hỷ Công Đơ Lục Giả Thỉnh Trưởng Pháp Luân Bất Giả Thỉnh Phật Trụ Thế Bát Giả Thường Kỳ Phật Bạn tập chúng sinh tập giả bồ tát hồi hướng kệ tu trì dưỡng bệnh luân thường trọng nếp bổn phận năm đứng làm tà thì nữ làm thành đường làm các ác bằng làm các thiền trên thay niệm phật hồi hướng phán sinh thế giới phật là dùng để tu hành lại còn dạy người ấy cả phật tử hành giả ấy nên là như thế ấy không lúc vô lượng niệm phật mấy hầm tiêu lúc nghiệp để thành xét tự chuyển phẩm tâm đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn thì sẽ sắp đến tận lực tà từ mọi thù tạc ấy nên phát nguyện niệm phán sinh mỗi khe nếp khách tử hay đối quấn luyến tử mình nên được giáo trang quê cũ toàn thể hãy từ vâng đóng cửa chẳng tiếp ai sót nghĩ thân này chấp chết trên tu tâm định nghiệp thẹn thay đạo nghiệp thừa thành ngủ hướng công đức tụng kinh niệm vật lạy vật công đức cầu thắng ngạnh vô biên hướng phổ nguyện pháp giới trừ chúng sinh nhất phạm vô lượng tam phật sát nguyện tiêu tai chống trừ biên lãng nguyện bát chi vệ chân minh nhớ phổ nguyện phổ chúng tất tiêu trừ thế thế tổng hành vô tam đẳng vân định đồ trong tiểu phẩm nhân la vi bồ mẫu ngoại khai kiến nghiệp mẫu hoàng sanh nhất tái bồ tát vi bản hướng nguyên di thử công đức phổ các ngôi nhất thiên chúng sinh giai cộng thành Phật đạo Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tử Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh phục nguyện thần chúc Phật nhật tăng uy pháp luân thường trưởng phong điều phú thần quốc tới dân an thế giới hòa bình chúng sinh an lạc đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền muốn lần nặng dưới cứu khổ tam đồ xin hồi hướng hoàn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sánh qua cõi cực lạc đệ tử chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà chấn tốc quang lâm pháp ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm trung thân công tập bảnh tấm công môn mê nhất tâm niệm Phật Phật và thánh chúng na tay cầm này và đến chấn chúng con đáng sinh về Tây Phương Cực Lạc đệ tử chúng con nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát vị trí chấn tốc quang lâm pháp ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sinh tâm tâm đừng an lạc tập bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm sân đa các khánh hạ bảo vĩnh an tu tấm tam tai đồng minh bách phúc một hậu đắc A Di Đà thọ ký đệ tử chúng con nguyện đức Phật A Di Đà tùy thì phóng ngọc vào quan tiếp dẫn trừ hương linh vong linh cửu huyền tất tổ thập nhị loài cô hồn ngạc vị hà sai hữu vị vô danh hữu danh vô vị nam nữ thường vong lai đá phật tiền văn kinh tính phát tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương tới phát giới chúng sinh tình dữ vô thành đồng sanh cực lạc đồng kiến gì đà đồng ngộ vô sanh đồng thành phật đạo nam mô a di đà phật tán quỷ tự quỷ phật được nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát tầm vô thượng từ quỷ phát được nguyện chúng sinh đấu giao kinh tạng trí huệ như hải từ quỷ tăng được nguyện chúng sinh tâm ly lại chúng ta tải vô ngại và làm thánh chúng nguyện di tử công đức của cặp ơ nhất tiết ngã đẳng sinh nhà giai cộng thành Phật đạo.